cõi thắm đồng tiết xuân. Cái mặt vẫn giống. Non sông thắm ngát thiên hương, muôn nơi chảy hội. Hèn phương hát mừng ngược Tây Hồ. Vỗ tay thật lớn dành cho Phạm Lệch. Cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều ạ. Em thấy cái người đang ngồi châu mày đó, cắn thấy cái mặt tay cắn nè, chân đó. Thấy cái mặt không là khó nè. Không phải khó chịu mà là khó xử đó. Khó lắm thật biết sự. Biết sao bây giờ luôn đó, không biết làm sao hết đó. Em thấy nãy giờ ai mặt cũng căng thẳng, bây giờ không dám mời ai trước nè. Hay chị Ánh chị cười rồi, hay chị nói luôn nha chị Ánh ơi. Thật trong sự cười mà hơi trong lòng là nát bấy rồi. Quả thật là cái đêm hôm nay là bán kết rối, rất là xứng đáng, bởi vì tất cả các bạn đều mang đến những cái tiết mục mà gây cái sự khó khăn cho ban giám khảo. Anh cũng là một trong những người rất là yêu mến cái tài năng cũng như là cái vẻ đẹp của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, bởi vì Me Too. Và cô có cái diễn ở trên sân khấu khi mà hát những cái ca khúc về dân ca,
nó lúng liếng mà nó rất là đa tình. Bởi vì khi mà cô cười, miệng cười, mắt cười và rất là đông đưa mà nó lại không suồng sã thì cái tích tắc đó, cái thần thái đó Hồng Ánh nhìn thấy được ở Phạm Lịch trong cái tiết mục vừa rồi. Còn về cái khả năng hát chầu văn, vũ đạo của bạn thì thôi mình không nói rồi. Bạn đưa ra những cái động tác như thế nào nó cũng đều rất là, nó có cái hồn trong từng cái ngón tay, trong từng cái nhìn. Nó rất là hay. Chính vì vậy cho nên là khó quá. Hay quá à, giờ làm sao ta? Anh dễ thở dài luôn. Thiệt á, lúc mà mới bắt đầu Phạm Lịch bước ra và hát cái mình thôi chết rồi, trời ơi sao hay quá ta. Sao trời ơi sao bữa nay nhiều người hay quá vậy trời. Rồi lắc hồi tôi biết nói, sao tôi biết chấm điểm sao đây. Tại vì hát chầu văn đâu có đơn giản. Mình nghe cái giai điệu như vậy mình tưởng là dễ chứ không có cái cách hát. Rồi chưa kể phải bắt chước một cái giọng hát của một nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Hiền. Cái giọng của chị Hiền á, chị sắc lắm, lanh lảnh mà nó rất là ngọt nha. Và quan trọng là cái diễn xuất của chị ấy. Trời ơi, anh thấy rõ ràng rằng Lịch bình thường không phải vậy. Lịch bình thường rất là kiệm nói, kiệm cười kia, cái gì cũng kiệm hết trơn trọi. Chắc có lẽ ngoài đời cũng tiết kiệm. Đen lúng liếng mắt cũng... Nhưng mà tự nhiên lên đến nơi làm chị Thanh Thanh Hiền một cái nha, là cái mặt rạng rỡ, hơn hớn. Chị Hiền đi coi, cái gương mặt chỉ là sân đúng khấu rồi, lúc nào cũng hơn hớn vậy nè. Có cảm giác là ôi xung quanh ta đều là mùa xuân. Sắp được lãnh tiền lương rồi, ôi vui quá. Bạn hết đơn hàng rồi, vui quá. Cái kiểu vậy đó. Cái kiểu cái gương mặt chị Hiền lúc nào cũng hơn hớn vui. Và trong cánh mắt cũng vậy, cánh mắt kiểu ánh mắt lá râm á. Đúng rồi, cánh mắt lá râm, ánh mắt thôi. Thì tự nhiên anh nhìn ra Lịch có cánh mắt đó mới ghê chứ. Và em hát cái bài này cũng hay nữa, cũng nhuần nhuyễn. Những cái đoạn mà cao, những cái nốt cao của em nó cũng sắc. Nó sắc mà nó trong trẻo á. Có cảm giác giống như cái tiếng, gọi là hồi xưa người ta hay dùng cái từ như tiếng ngọc khua đó. Cảm giác như tiếng vòng ngọc mà nó khua với nhau. Nó lanh canh, nó trong như vậy đó. Mà nó sắc, nó bén, nó hay thiệt là hay. Với cái đoạn hát của em, đặc biệt là những cái nốt cao lại càng giống chị Thanh Anh Hiền. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời nhận xét đến từ giám khảo Mỹ Linh. Xin mời chị. Đó, hôm nay đến cái tiết mục mà Phạm Lịch hóa thân vào chị Thanh Thanh Hiền thì tôi lại phải dùng cái thán từ này đến lần thứ 3 trong buổi tối hôm nay. Đó là tiết mục này rất là xuất sắc. Chị muốn dành lời khen cho Phạm Lịch. Tại vì hát cái thể loại này nó không hề đơn giản, khó lắm. Nên là hôm nay... tốt cho các em nhưng khó cho các anh các chị ở đây. Chị hôm nay bây giờ mình cố tình mình bươi cái gì ra để mình chê không chị? Chê hả? Dạ, nếu mà bươi mình sẵn mình bươi lại từ đầu luôn đi. Chứ cho nó công bằng chị chứ bây giờ thấy là mệt quá chị ơi. Hay mà hay đều như dễ vậy rồi vậy làm sao? Thôi thôi. Chúc mừng Phạm Lịch. Chỉ còn biết nói là chúc mừng Phạm Lịch một lần nữa thôi. Cảm ơn Phạm Lịch rất nhiều. Xin mời bạn về chỗ nha.